đường về nhà bà Đào gần nhà bà Lành. Ngày ngày bà Đào thường cùng bà Lành ngồi đầu làng chờ chồng mình rồi cùng về nhà. À thì hồi còn trong chuồng cùng làng, chồng bà Đào thường dành nhiều thời giờ chờ bà Lành. Nào ngờ người bà Lành tìm làm chồng là người nhà sau. Con là Nguyễn Phú Hào, viết kiêu lao, thích ăn mì xào, hay ngắm mưa rào, đặc biệt là không hút thuốc lá. Cháu sống khắp các nước, cháu thích nước Úc, nước Pháp, nước Thái và rất khoái bác gái. Chị Lành đây rồi, hôm nay phải mách chịu chuyện này mới được. Chuyện gì? Tất cả chỉ lại ông làm ông thích cái con nữa. Thích cái gì? Anh thấy cái đường tình duyên của chú nó hơi lận đận, suốt ngày bị em đào nữa, nên là anh quyết định sẽ làm mối cho chú một đứa, đảm bảo là ngon, ngoan, xinh. Anh mà cũng tìm được á? Chả thế thì sao? Mà các cụ bảo là lấy vợ kén tông, lấy chồng kén giống. Anh phải chọn từ đời cụ kỵ nó mới giới thiệu chú đấy. Ghê chưa? Chứ còn gì nữa. Thôi, anh cứ tìm ai được như chị Lanh nhà mình là tốt lắm rồi. Chị Lanh thì như có tiếp danh tính gì? À chết nhầm. Ý anh là phải hơn em chứ em thì lại bình thường quá. Nhầm. Ý anh là phải hơn em để cho thằng Hào sau này nó không phải đi tòm tem đâu nữa cả. Thế anh có đi tòm tem không? Không, tôi để tập trung đang tư vấn cho nó. Thì cô bé để ở đâu và ngoại hình tính cách như nào anh? À thì đây, anh sẽ tả nó qua vài câu thơ. Dâu hùm ham én may ngay. Làn thu thủy nét xuân sơn, hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh. Sao em lại nghe nó mang hơi hướng của chuyện Kiều ở đây nhỉ? Không cảm ơn, thơ rốt văn tí. Rốt văn là thích làm thơ. Lằng nha lằng nhằng. Cái con mày đấy là con nhà ai? Ở trong cái làng này thì không có đứa nào em không biết cả. Thì nó là con nhà bà Lành đấy. Ôi dồi ôi, nhà đấy thì loằng ngoằng lắm. Loằng ngoằng là thế nào chị? Chú bạn anh Long kể cho. Chuyện thế này, đường về nhà bà Đào gần nhà bà Lành. Ngày ngày bà Đào thường cùng bà Lành ngồi đầu làng chờ chồng mình rồi cùng về nhà. Nào ngờ chồng bà Đào nhìn bà Lành mà lòng thèm thuồng vì bà Lành già mà còn nông nàn. Thế thì chắc là phải có tình cảm từ trước chứ anh nhỉ? À thì hồi còn trần truồng cùng làng, chồng bà Đào thường dành nhiều thời giờ chờ bà Lành. Nào ngờ người bà Lành tìm làm chồng là người nhà giàu, mà chồng bà Đào là người nhà nghèo. Và giờ bà Lành thanh người nhiều tiền vì chồng làm cầu đường á. Thế còn ông chồng bà Đào sau đó thì thế nào? Chồng bà Đào lần nào về nhà thì đều buồn phiền về điều này. Bà Đào về làng tìm chồng rồi tình cờ nhiều lần cùng đường về nhà, mà giờ thành người chồng bà Đào này này. Thế sau cái vụ thòm thèm kia thì nào anh? Chồng bà Lành vì chồng bà Đào nhiều lần loang ngoằng mà tìm vào nhà làm ấm. Chồng bà Đào liền treo tường luôn vào chuồng bò, cùng đường nằm bờ hồ nhiều giờ rồi mau về đấy. Bà Lành và bà Đào thề là từ giờ về già không thèm ngồi cùng chờ chồng lần nào nữa đấy. Lý kỳ thế nhỉ? Thế chỗ lại có thích không? Em thích. Được, để anh lên kế hoạch tác chiến. Chốt. Nói chung là cái mối này ngon, anh em mình phải song kiếm hợp bích. Chú đừng có nghe theo chị Lanh bàn lùi. Thế anh định thế nào? Anh tính cả rồi. Nhà bà Lành này thì được cái là hám lợi, chú được cái là mang cái mác Việt Kiều Lào, nên đây là một lợi thế. Ôi dào, Việt Kiều Lào thì có cái cốc khô gì mà đáng tự hào anh? Ít nhất thì chú cũng đã thoát ra khỏi cái lũy trẻ làng rồi, nên tư tưởng nó đã khá hơn nhiều thằng trẻ trâu trong làng. Thế mà bây giờ em phải làm gì? Thì Việt Kiều đã đành, nhưng bây giờ mình phải cho người ta thấy được là mình cũng có tài nữa. Em thì có cái tài cán gì đâu. Mày tra được cái nước non gì ngoài cái vẻ đẹp trai? Giá mà biết tí thơ ca như anh mày có phải đỡ không? Riêng cái khoản đấy thì em chịu. Không sao, bây giờ mình phải biến nó thành cái lợi thế của mình bằng một cách. Cách gì? Dạ, con xin giới thiệu với bà. Con là Nguyễn Phú Hào, viết kiêu lao, thích ăn mì xào, hay ngắm mưa rào, đặc biệt là không hút thuốc lá, và tiền thì tiêu ảo ảo. Con xin kính chào ạ. Ai chả khá quá nhờ. Tưởng thế nào? Dạ thưa bà, con là Victor Dona, Việt Kiều, Australia, thích sống xa hoa, thích tiêu đô la, không hay ba hoa,
và sợ cô đơn trên sofa. Ai à? Ôi trời, Vân Hiền nhà tôi quý hóa quá, có được tận hai anh Việt Kiều để ý tới đấy. Việt Kiều thì có hai, thế nhưng mà cái thai thì chỉ có một. Hả? À, ý con nhầm. Thì con là Việt Kiều thì có tận hai anh đấy, thế nhưng mà tiểu thư nhà ta thì chỉ có một thôi. Thế nên là tiện đây thì con có thùng sữa chua lót ba vỉ, con biếu bà ăn cho đẹp da. Wow. Con mong bà là cho con được quan hệ với Hiền. Cậu nói cái gì cơ? Con nhầm. Ý con là mong bà là cho con được qua lại với cả em Hiền. Vâng. Đúng là Việt Kiều Lào, ăn nói tầm phào, trá giá thế nào. Còn hơn cái loại Việt Kiều Úc, mở mồm ra là chỉ muốn múc, cẩn thận, không còn răng mà ăn bánh đúc. Mày nói gì không? Cậu chu đáo quá, đấy. Biết cả tôi thích sữa này cơ đấy. Vâng, cháu được phím trước. À, con nhầm, ý con là sữa chua lóc ba vì thì thơm ngon và sánh mịn, còn được lên men từ sữa tươi ba vì chính gốc, cho nên là con nghĩ bà sẽ thích ạ. Dạ. Tôi thì tôi thấy cả hai cậu đều giỏi văn thơ. Dạ. Và giàu như nhau. Vâng. Hay là bây giờ mình làm cuộc thi so tài nhỉ? Quá chuẩn bài thôi. À, ý còn là bà nói chi phải. Nhà tôi được cái tên ai cũng có dấu Huyền. Dạ vâng. Ông nhà tôi tên là Tài. Vâng. Còn tôi tên là Lành. Dạ. Con gái tôi tên là Hiền. Nếu không phiền ấy thì các cậu làm một bài văn có dấu Huyền về em Hiền cho tôi được không? Đúng dạ vâng. Dạ vâng. Thế nhưng mà biết nhà người ta sẽ ra cái chủ đề gì mà để anh em mình còn chuẩn bị trước chứ. Yên tâm, anh tính cả rồi. Nhà bà ta là tên toàn Vân Huyền thôi. Mình cứ chuẩn bị thơ Vân Huyền rồi mang ra thi đấu. Chúng phải học thuộc đấy. Thế bây giờ thì hai cậu ai bắt đầu trước nhỉ? Bà cứ để con. Đúng rồi. Riêng cái món này là sở trường của con rồi. Để xem nào. Vân Huyền. Đó, đây rồi. Hiền ngay đầu nhìn thì bình thường, giờ thì càng nhìn càng thêm thua. Ngày Hiền còn tông ngông ngoài đông. Này, cậu đang nói cái gì đây? Không, ý còn là ngày Hiền còn tông ngông ngoài đông thì bầu trời toàn màu hồng, giờ ngày Hiền tim trong thì bầu trời ngà ngà màu đùi ga. Thô thiển quá. Quá thô. Bà để con chơi lại nó. Nó nào? Bà để con chơi là cái ông Việt Kiều Úc này. Ừ, con thử đi. Hiền nhà này là nhà canh vàng, mày là gì mà đòi sờ vào nàng. Nhà Hiền là nhà nhiều tiền, mày đừng hòng mà đòi làm phiền. Giờ Hiền tìm chồng là thằng này, trời màu gì mày về nhà mà ngồi nhìn. Giờ Hiền về mang người Hiền tìm là thằng này thì mày tèo đời. Thôi được rồi, em xin lỗi. Này này này, đừng làm ầm vì nhà này còn người già. Giờ mà tèo ấy là buồn phiền nhiều ngày trời đấy. Phải nói là Hào vừa đẹp trai, vừa khéo léo, vừa nhiều tiền. Bà là bà ưng rồi ấy. Dạ vâng, còn đội ơn bà. Không chuẩn bị trước rồi còn lâu. Mẹ ơi, người Tài đừng nhìn bề ngoài mà nhầm hàng. Anh chào Hiền. Anh chào Hiền. Con chào Hiền. Anh chào Hiền nhé. Ui giời. Tay mềm thế nhỉ. Anh chào. Ôi, anh không cần phải lịch sự gì đâu. Để em đại diện là được rồi. Giới thiệu với con. Dạ. Đây là anh Phú Hào, Việt Kiều, người Lào. Còn đây là anh Victor Dona. Dạ. Việt Kiều, Australia. Dạ. Dạ, tên ai cũng rất ấn tượng ạ. Có vẻ như hai anh rất giỏi văn thơ đúng không? Sở trường à, nó là sở trường của anh rồi. Anh ơi, thế mẹ thấy ai cũng giỏi, nhưng mà thằng cu này đẹp trai nên là mẹ thích. Dạ. Vậy bây giờ thi xem ai chân thành nhất thì sẽ có được em. Hiền muốn xem chân thành thế nào thì Hiền cứ nói. Chị nhớ phải nhường em nhé. Nhà em như Vân Huyền quá rồi, bây giờ mình đổi sang mặt sắc đi anh. Chủ đề gì cũng được, miễn là làm mẹ em vui. Chơi, chơi đi em. À, chơi đi em. Anh đồng ý. Giấu sắc à? Thôi Hiền, anh thì ở nước Úc nên cứ để anh múc trước. À đúng, đấy. Thế em mời anh Dona.
Có ngay. Cháu sống khắp các nước. Cháu thích nước Úc, nước Pháp, nước Ý, nước Ấn, nước Thái. Và rất khoái bác gái. Đề nghị anh đâu là nghiêm túc. À không, ý của cháu là cháu khoái bác gái cách sống phóng khoáng, có trí thức, rất ít bốc phét. Hơi thô, nhưng mà thật. Và đặc biệt là đúng như đề bài đưa ra là toàn dấu sắc nhá. Anh Nona giỏi ghê. Anh đã nói đây là sở trường của anh mà. Giờ em mời anh Phú Hào. Cứu. Cứu với. Cứu lắm con. Cứu với. Cứu với. Được hai chữ rồi. Cố lên con. Cứu với chứ đâu khó thế. Văn thơ gì lạ thế. Cố lên nào. Thế Hiền có ưng anh không? Cũng hơi ưng ưng anh ạ. Cứu với chứ đố khó thế đến bố chúng nó cũng đách điện. Ôi nào ơi, con làm bác thất vọng quá. Thua rồi, Hiền là của anh. Con đã bảo rồi mà, về bên ngoài không quyết định được đâu. Thôi con, cho anh nó một cơ hội nhá. Đúng rồi ạ. Trời, nó phải công bằng chứ làm sao mà như thế được. Hào, thế con có ưng bà không? Bà là bà ưng con rồi đấy. Bà tên lành, nhưng mà bà hư lắm. Kìa mẹ, mấy lần trước mẹ cũng làm hỏng việc của con rồi. Hay lấy tạm bà được, nhà cửa sẵn rồi, về sẵn ở. Anh nói cái gì ấy? Anh có tin em về mách chị Lành không? Mày dám mách á? Sao không dám? Anh là cái đồ hai mặt nhá. Cái thằng danh con này, mày dám nói anh mày thế à? Nhà là mày cũng chơi con dưới, mày hôm nay đã thế nhá. Ông cho mày một bài học nhá. Thôi, ông lòng đồng nát à? Ông làm gì ở đây? Thế là ông vào đây ông lừa mẹ con nhà tôi à? Ai đi mẹ? Mày dám nói anh thế à? Ông lòng đồng nát ở xóm mình chứ ai vào đây nữa. Hiền, ra thả chó cho mẹ. Vâng ạ. Nhanh lên. Chó. Ui, chạy đi. Chạy đi anh ơi. Chó to thế. Ôi, nó này nó cắn thì còn gì nữa người nữa. Vẫn cắn dày rồi. Tiền sư bố con chó. Nó cắn tao không trượt phát nào nè. Em thì cũng có khác cái gì đâu. Ui dồi ôi, tại mày đấy. Có mà tại anh ấy. Anh đúng là cái đồ ngu gái. Vì Hiền mà đổ bát canh chua, anh em ruột thịt vẫn thua cái con Hiền. Mà cái kính của em đâu rồi? Kính á? Rơi rồi. Ui giời ơi, cái kính mấy trăm đô của em. Tao còn đầu tư cả cho mày một thùng sữa chua đấy. Cái thùng sữa chua của anh đáng bao tiền? Mà thôi nhá, từ bây giờ đừng có mà mai mối gì cho em nữa. Ui giời, em xin anh đấy. Tao cũng cạch đến già. Nghe chừng là hai anh em sang nhà bà Lành không thuận lợi à? Ui giời, chị Lành đây rồi. Hôm nay phải mách chịu chuyện này mới được. Chuyện gì? Ui giời, mày dám? Tất cả là chỉ tại ông làm ông thích cái con. Tao giết mày. Thích cái gì? Đọc. Ông thích cái gì? Ông bỏ nó ra để cho nó nói xem. Ông thích cái gì? Chó.